Tại sao không ôm được? Mẹ có xứng đáng để được ôm con không? Mẹ làm con thất vọng quá. Ngày bé mẹ là người xinh nhất. Ngày bé mẹ là người yêu con nhất trên đời. Ngày bé con yêu mẹ nhất trên đời. Con yêu ba nhất trên đời. Nhưng sao hai người cứ cãi nhau hoài vậy? Sao hai người cứ tức giận với nhau hoài vậy? Hai người đáng ghét quá đi thôi. Hai người làm con thất vọng quá. Hai người làm con đau quá. Hai người làm con bực quá. Nên hai người không xứng đáng để chạm vào người con nữa. Thật sự em rất là cảm ơn khi em được ngày hôm nay là tham gia cái chương trình này. Bởi vì cũng có rất là nhiều cái vấn đề khúc mắc từ cuộc hôn nhân của em và con cái của em. Em cũng nhờ cô giải đáp giúp mà chỉ cho em cái hướng để em phải đi như thế nào. Hiện tại thì em lấy chồng khoảng chừng 15 năm. Nhưng mà thật sự gia đình em chỉ hạnh phúc khoảng 5 năm đầu thôi. Và sau đó thì thực sự nó đi vào bế tắc. Và hiện tại thì em cũng chưa có lối thoát. Và gia đình em sống cũng giống như là ly thân vậy đó. Nhưng mà vẫn ở chung gia đình. Mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy sống. Nhưng mà hai vợ chồng em thì có chung một đứa con. Cho nên là em cũng thường trao đổi với nhau về việc con cái. Thật sự là em biết ông xã em là có người ở ngoài, cũng là đồng nghiệp của ông xã em luôn. Nhưng lúc đầu thì giấu và sau đó thì em cũng phát hiện ra em nói thì hiện tại thì anh nói không có vấn đề gì. Nhưng mà hai chồng em không có gần nhau được. Nó giữa hai người nó có một cái sợi dây vô hình gì đó mà em không thể gần được và ông xã em cũng không thể gần nhau được. Mặc dù em đã buông bỏ tất cả rồi nhưng mà cũng không thể nào giải quyết được. Đó là một cái chuyện. Chuyện thứ hai đó là chuyện con cái của em. Từ những cái việc đó thì thật sự là tâm trạng của em không thoải mái. Cho nên là nhầm khi em cũng gieo nhiều những cái bực bội cho con em. Và con em thì năm nay nó được 14 tuổi. Thì em thấy là cháu là nghiện game hơn. Và cái con gái, cháu là con gái. Nhưng mà bạn thì cũng chơi game thì em thấy cũng không đến nỗi mức độ lâu lâu rồi cho chơi chút. Nhưng mà gần đây thì cháu nghiện hơn và nói thì không nghe lời. Mình càng nói càng đến gần thì cháu càng đẩy em ra xa. Nhưng em không có kèm chế được cái bản thân mình á. Cho nên nhiều khi nói những cái lời đó nó không hay. Và hiện tại thì cháu không ăn cơm với gia đình luôn. Đi về cái đóng cửa ở trong phòng, cứ ôm điện thoại suốt ngày. Em đưa điện thoại mà em không thể nào lấy được. Nhưng hồi đêm hôm đó là 12 giờ đêm, em lên em lấy điện thoại mà không mở cửa. Nếu mà em làm ầm lên thì là cả nhà không ngủ được. Cho nên là em cứ im lặng. Và em thấy gần đây cháu rất là xanh xao luôn. Và cái phòng thì cháu không có dọn dẹp, gia đình em thì cũng có người làm. Cho nên là cháu cũng không có phải làm cái gì nhiều. Cho nên là dẫn tới cái việc đó là em cũng đã hướng dẫn nhiều nhưng mà cháu cũng không có chịu làm. Nói chung là cháu không có chịu tự giác. Rồi là việc học thì cũng phải là nhắc nhở. Cái việc cá nhân cũng phải nhắc nhở mọi thứ. Bây giờ 14 tuổi cái gì cũng phải nhắc. Ăn cũng nhắc, uống cũng nhắc, kêu 5 lần 10 lượt cũng không xuống. Thích thì xuống, không thích thì thôi. Còn đồ ăn nhà không ngon thì lại kêu tiệm đem về ăn. Đó là gần đây thì do có cái tiền lì xì trong Tết đó, em cũng không có thể nào lấy được cái tiền của đó. Mà cái quan trọng gần đây á, mà em là cảm thấy rất là suy sụp tinh thần. Đó là con em nói là con em bị lép. Con em nữ nhưng mà con em thích nữ chứ không thích nam. Mà gia đình em, gia đình bên chồng em chỉ có một người duy nhất thôi. Mà em cũng sinh có đứa, đúng được có một đứa con thôi. Và em cảm thấy rất là suy sụp tinh thần luôn. Và cháu đòi rất là nhiều quyền lợi. Và gần đây cháu tham gia rất là nhiều cái nhóm luôn. Nhau đêm hôm nhắn tin gọi chat chiếc nhắn tầm bậy tầm bạ gì đâu không. Trên nhóm tôi gọi các bạn nhắn tùm lum hết trơn. Mà em cảm thấy là không thể nào mà em, nói chung là em không có bình an được á. Em cảm giác rất là rối. Bây giờ em không biết là cứu cái con em thì cứu bằng cách nào. Ví dụ như bây giờ nè, cháu hứa cháu không bao giờ giữ lời. Cháu nói là tại vì mẹ không có giữ lời. Cháu thường hay là đổ thừa là
là mẹ ơi con muốn đi chơi, thì trời mưa, thì em nói trời mưa không đi được, thì bạn nói với em là không có giữ lời, cho nên là bây giờ bạn không có giữ lời với em, bạn cứ nói vậy á, cho nên là em hôm chồng em nói, hai chồng em cũng nói là tới 10 giờ lấy điện thoại, mà tới em lên em đứng em canh em đứng ngoài cửa luôn, em cứ thấy cái luôn bị lại luôn, mà nó cũng không có mở điện thoại lại luôn, mà chờ thì sáng tìm luôn. Bây giờ mặt mày xanh lét, học hành thì cũng xuống cấp, đi học cũng không học thêm. Từ cái nhà em bước qua cái nhà có một cái dốc tường, nó cũng không học. Bây giờ thầy muốn trả lại luôn á. Mà bạn là một học sinh giỏi luôn á. Học sinh giỏi cấp trường, cấp quận luôn. Mà bây giờ em thấy mới có lớp 7 á. Mà bạn xuống rất là nhiều luôn. Mà bây giờ gần đây thì bạn có chắc với một cái bạn nào á, ở Hòa Bình vậy đó, nói là con thương bạn đó, con muốn đi ra đó. Bạn đó là của bạn nữ, cũng có lẽ là một phần là em nghĩ chắc hai vợ chồng em không có hạnh phúc với nhau đó. Cho nên nó không có chuyện được cái điều đó đến với con em. Con em không có gần gũi với em chỉ cần ôm bạn là ôm bạn đẩy em rất là xa, bạn đẩy em rất là xa, và cha con thì không thể nào gần gũi. Gia đình em mỗi người ở chung một nhà, nhưng mà mỗi người một nơi, cái suy nghĩ cũng hoàn toàn khác nhau. Mình thực sự bản thân em là cũng thấy rất là ngột ngạt, chứ không phải là con em không, em cũng cảm thấy ngột ngạt khi về cái gia đình. Em cũng không biết đó là bây giờ mình phải làm cái gì. Thực sự em cũng suy nghĩ rất là nhiều cách, mà em không biết bây giờ mình phải làm cái gì để cứu cuộc đời con em và một việc để cứu cái hạnh phúc gia đình. Bởi vì bản thân em là mong muốn là cho con em có một cái cuộc sống tốt hơn. Yes. Cho nên nữa là em chưa có thể ly dị được. Yes. Em mong muốn con em là phải là khổ cũng giống như là những người khác, những cái đứa bé khác đó. Thì cho nên nữa là em gán chịu đựng, nhưng mà càng lúc đó thì em thực sự rất là bế tắc. Em không biết mình là phải làm gì. Có những lúc thì thực sự là em muốn là kết cuộc đời của mình đi luôn á. Nhưng mà ngày hôm nay em nhất định phải sống vì con của em. Bây giờ con em vậy rồi, em không thể nào mà để con em như vậy mà em ra đi được hết á. Cho nên là em rất là mong cô chỉ cho em là em cần phải làm cái gì để em cứu lại được là con của em. Em thấy con em mọi thứ nó bình thường hết á. Nó là nữ bình thường hết á. Gần đây thì nó không có chịu mặc đầm, nó còn tham gia vào thế giới BT gì của những người lép vậy đó. Yes. Ok chị, rồi cảm ơn chia sẻ của chị Mẫn. Vấn đề nó ok chị, vấn đề đơn giản thôi chị ơi. Mình không biết nên là nó có rối tung tất cả mọi thứ. Bây giờ nhá, cô đang hỏi chị Mẫn cũng như là hỏi tất cả các anh chị. Các anh chị hãy đặt mình vào một cái bối cảnh như thế này. Một cái gia đình, bố mẹ suốt ngày cãi nhau, hằn học nhau, tức giận nhau, không tin tưởng nhau, và rồi bố có người ở bên ngoài. Nếu các anh chị là con, cảm xúc của các anh chị sẽ là gì? Nếu các anh chị là con thì cảm xúc của các anh chị sẽ là gì? Chúng ta sẽ vỡ vụn. Những đứa trẻ sẽ vỡ vụn. Sẽ vỡ vụn. Và khi mà mình vỡ vụn rồi, mình buồn, cô đơn, thất vọng, chán trường, thì người bạn vô thức của mình nó sẽ đưa đến cho mình những hành vi để mà mình không muốn nhớ đến cảm xúc đấy nữa. Nó sẽ đưa đến cho mình những hành vi để mà mình quên đi những cái cảm xúc đấy. Nó đóng cửa phòng để nó không phải nhìn thấy hai cái mặt mà nó ghét, hai cái mặt mà làm nó thất vọng. Nó không muốn ăn cơm cùng bởi vì nó không muốn chứng kiến cái không khí căng thẳng đó. Nó bị vỡ vụn nên là nó chỉ biết giết thời gian vào cái điện thoại thôi. Nó không còn mục đích sống trong cuộc đời này nữa.
Bởi vì có cầm cái điện thoại nó xem mấy thứ nhảm nhí gì đó, thì nó không còn nghĩ đến người cha đó, nó không còn nghĩ đến người mẹ đó, nó không còn nghĩ đến cái nỗi buồn đó nữa. Và rồi nó vào các nhóm này nhóm kia, nó khỏa lấp cái nỗi đau của nó bằng những câu chuyện của những người nọ người kia. Nên là nó bắt đầu nó đắm chìm vào trong tất cả những cái thứ đó mà nó không cần phải nghĩ ngợi gì hết. Nó không còn phải nghĩ ngợi gì nữa. Và rồi đôi khi nó sẽ tự nói với chính mình, hoặc nó không cần nói, nó chỉ đồng ý với chính mình rằng lấy chồng khổ như thế này, đàn ông xấu xa như thế này, đàn ông phụ bạc như thế này, thả yêu con gái còn hơn. Và rồi nó chẳng thích đàn ông nữa. Bởi vì trong tâm thức của một đứa trẻ thì hình ảnh người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời đấy là người cha. Nhưng hình mẫu đấy đã bị vỡ vụn rồi. Hình ảnh về gia đình cũng bị vỡ vụn rồi. Và vì thế nó không muốn xây dựng gia đình, nó không muốn đàn ông nữa, nó thả yêu nữ còn hơn. Và nó thấy rằng nhiều bạn nữ cũng giống như mình, hoàn cảnh, và rồi thấy thương, và rồi họ thương nhau. Nên là cái bệnh đấy không phải là nó là bệnh. Nếu như mà bẩm sinh ra như thế rồi thì nó là như thế thôi. Nếu thực sự nhá, mà là LED hay là BD hay gì, ổn thôi, chẳng sao cả. Miễn là hạnh phúc trên cuộc đời này, miễn là được sống với chính cuộc đời của mình, miễn là vui vẻ, miễn là cống hiến cho đất nước này, cho xã hội này là được. Là giới tính nào chả được, tôn trọng tất cả các giới tính như thế. Nhưng đôi khi con có thể vẫn là con gái đấy, nhưng mà con nhìn thấy đàn ông con chán lắm, và rồi con không thích đàn ông nữa. Con nhìn thấy đàn ông con không còn thích đàn ông nữa. Nên là bạn ấy đang rất đau, cực kỳ đau và đang vỡ vụn. Tại sao không ôm được? Mẹ có xứng đáng để được ôm con không? Mẹ làm con thất vọng quá. Ngày bé mẹ là người xinh nhất, ngày bé mẹ là người yêu con nhất trên đời, ngày bé con yêu mẹ nhất trên đời, con yêu ba nhất trên đời. Nhưng sao hai người cứ cãi nhau hoài vậy? Sao hai người cứ tức giận với nhau hoài vậy? Hai người đáng ghét quá đi thôi. Hai người làm con thất vọng quá, hai người làm con đau quá, hai người làm con bực quá. Nên hai người không xứng đáng để chạm vào người con nữa. Nên là nó đẩy mình ra. Nó không còn thích chơi với mình nữa, nó không còn thích ăn cùng mình nữa, nó không còn muốn nghe mình nói nữa, nó không còn muốn follow theo mình nữa. Mình không, trong mắt của mình, trong mắt của con, mình không còn xứng đáng nữa. Sao bố của con là người tuyệt vời như này mà mẹ lại nói thế? Sao mẹ của con là người tuyệt vời trong mắt con mà bố lại hành xử với mẹ như vậy? Nó vỡ mộng vì hai ông bà luôn. Và rồi nó chán trong cuộc đời này. Nó không còn mục tiêu sống nữa. Nó tìm đến những chỗ nào đó để giúp nó không còn cần phải nghĩ đến ông bà này nữa, không còn phải nghĩ đến gia đình nữa. Chị có đang hiểu không đấy ạ? Dạ, nhưng mà cô, hai chồng em không bao giờ cãi nhau, mặc dù là không có thực sự là có nhiều vấn đề mà, nhưng mà hai chồng em thì không bao giờ cãi nhau trước mặt con, cái thứ nhất. Cái thứ hai là hai chồng em cũng không bao giờ là cãi nhau, mặc dù nếu mà không đồng ý gì bọn em có thể nhắn tin, chứ không bao giờ em cãi gì trong nhà. Trong nhà không bao giờ có tiếng ồn của hai vợ chồng bao giờ, em không bao giờ cãi nhau. Nhưng mà có cái cô nói là em đã cảm nhận được một điều, đó là ngày hôm nay là cũng giống như cô nói, có thể là tình yêu của em với bà nó không có đông đầy yêu thương, mặc dù là em cố gắng lắm nhưng mà nó vẫn giữ khoảng cách xa. Cho nên nó là do một phần do tính chất công việc của em phải đi làm suốt á, cho nên là em không có thể gần con em nhiều hơn. Chỉ có một khoảng thời gian nhất định em gần con thì là con em cứ đẩy xa em á. Cho nên nó là những khi em làm về mệt thì em cũng nghỉ. Cho nên là nó nói là, nó có một lần nó nói là
con thương cái bạn đó, bởi vì bạn đó cha mẹ bạn cũng giống như ba mẹ gì đó, tối ngày chỉ có đi làm mà không có quan tâm tới con, cho nên con rất là thương bạn đó. Đó cái điều đó đó cô. Ok, cô Lanh sẽ nói để chị hiểu này. Tất cả vô thức và trường năng lượng, nó không có không gian và thời gian. Cô Lanh hỏi các anh chị nhé, một người ngồi với các anh chị không nói, nhưng các anh chị có thể cảm nhận được họ đang buồn không? Hả, cả nhà mình. Họ không nói gì cả, họ không bảo tôi buồn lắm, tôi đang buồn chết cha đây. Nhưng các anh chị có thể vẫn cảm nhận được họ buồn không ạ? Có cảm nhận được không? Cảm nhận được không chị Mẫn? Dạ có. Nhìn gương mặt mình cũng biết được không? Không cần nhìn. Nhìn cách họ đi. Thậm chí không cần nhìn cái gì luôn, cảm nhận được. Tại sao? Bởi vì vô thức của chúng ta, nó là tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta, không có giới hạn không gian và thời gian. Nên nếu như anh chị nhắn tin với nhau, anh chị cãi nhau ở quán cà phê, anh chị làm cái trò gì đó không biết, nhưng con của các anh chị cảm nhận được 100% nỗi đau của các anh chị. Cảm nhận được 100% nỗi đau của chính các anh chị luôn. Nên là mình không phải là cứ gì mình xô xát, mình cãi nhau. Nhiều gia đình cãi nhau, cô Lanh và thầy Hoàn khối lúc cãi nhau, nhưng mà con chẳng bao giờ cảm thấy bất an cả. Nó ngồi nó cười, nó không thấy bất an ở đấy. Bởi vì nó biết rằng bố mẹ chỉ là đang tranh luận một cái gì đó mà đấy là việc của họ thôi. Nhưng mà mình biết chắc là ủi giời, hai ông bà này tí lại thơm nhau ấy mà, yêu nhau ơi là yêu nhau, tí lại dắt nhau đi ăn bây giờ ấy mà. Bởi vì nó biết được rằng hai cái vô thức này hòa quyện với nhau và rất yêu nhau. Còn những cái lúc này ấy, chắc là hai con bọ cạp nó xông lên nó cắn nhau tí thôi, nhưng nó vẫn cảm nhận được tất cả cái tình yêu bố dành cho mẹ, mẹ dành cho bố, và nó rất an toàn luôn. Và nó ngồi nó xem cãi nhau, nó ngồi và nó rất bình an với cái điều đấy. Nhưng đôi khi mình không bao giờ mình cãi nhau trước mặt con, nhưng con của mình cảm nhận trường năng lượng, cảm nhận hết nhé, cảm nhận hết nỗi buồn, cảm nhận hết nỗi đau. Chị Mẫn hiểu ý cô Lanh không ạ? Dạ vâng em hiểu ạ. Yes. Và còn một điều nữa, chị nói đúng đấy. Có thể mình đi làm xa, mình không có dành thời gian nhiều cho con của mình, nhưng đấy không phải là tất cả. Có những thời điểm cô Lanh đi mấy tháng liền, nhưng mình vẫn luôn dành cho con mình một chỗ ở trong tim, về sự tin tưởng, yêu thương, bình an. Và mình vẫn kết nối được với con. Có những hôm 2-3 ngày mình không gọi điện về, đâu phải lúc nào mình cũng gọi điện về được đâu, nhưng mà con vẫn rất đong đầy yêu thương. Nên không phải là do tính chất công việc của chúng ta, không phải, mà là bạn bị tổn thương, bạn không có cái tình yêu đó từ chính bạn cho bạn, nên bạn không có để bạn cho người khác. Chị ấy, trong chị ấy trống rỗng, chị không đủ yêu chị không đủ thương chị, nên chị không có để cho con của mình được. Là mình, chứ không phải là do tính chất công việc của mình. Mình không đủ yêu mình không đủ thương mình, nên là mình sống với chồng mình có sự đòi hỏi, chồng mình cũng có sự đòi hỏi, nên mình không hòa hợp được. Và mình tổn thương ngay từ cái mối quan hệ tuyệt vời nhất, đấy là mối quan hệ vợ chồng. Nên là con mình nó bị đau ở đó. Thế bây giờ một vấn đề duy nhất để giải quyết thôi, chị Mẫn ạ. Chữa lành chính mình. Chữa lành cho chính mình. Thế thôi. Khi chị chữa lành cho chính mình thì với chồng chị cũng được chữa lành. Chị cũng chữa lành cho anh ấy luôn. Một người giải quyết được tất cả các mối quan hệ thì chị đong đầy yêu thương cho tất cả mọi người. Chị sẽ cởi được cái sợi dây mà chị nói là em đã buông rồi. Không, đấy là buông ở tầng ý thức.
còn vô thức thì chưa buông. Vô thức thì chưa buông. Nếu như chị buông rồi, chị nói đến anh, chị sẽ không khóc. Chị nói đến anh, cái chân mày của chị sẽ không cau lại. Chị nói đến anh, cái sắc mặt của chị sẽ không biến đổi. Mà khi chị buông được thật sự rồi, chị nói đến anh, chị nghĩ đến anh, chị sẽ mỉm cười từ bên trong. Chị hạnh phúc và đong đầy khi nghĩ đến anh, cho dù anh đã gây ra điều gì, anh đã làm điều gì. Khi đấy là mình buông được thật sự. Còn nếu như mình nói là mình buông rồi, mình đã buông rồi, nhưng đấy là mình đang buông ở tầng ý thức, mình sẽ không có nhiều cảm xúc như vậy đâu. Mình sẽ không có nhiều cảm xúc như vậy đâu à. Và vì thế mình phải chữa lành cho mình, để buông được thật sự từ vô thức, để rất là bình an. Các anh chị có hiểu được cái góc đo của cái từ buông không ạ? Nếu bạn buông được thật sự một điều gì đó, tức là khi bạn nghĩ đến điều đó, bạn nở được một nụ cười nhẹ từ bên trong, và cái khuôn mặt của bạn nó sẽ rất là bình an. Cái cảm nhận của bạn hạnh phúc, biết ơn vì cái điều đó, thì lúc đấy gọi là bạn buông được ở tầng vô thức. Còn nếu không thì mình đấy là mình buông ở tầng ý thức. Nên đơn giản thôi chị Mẫn nhé. Rất đơn giản. Hành trình này chỉ cần chữa lành cho chị thôi, thì kiến tạo lại gia đình hạnh phúc. Có thể về với nhau. Nếu không về với nhau, chia tay trong bình an. Chứ đừng có bắt con chứng kiến cái cảnh là có bố có mẹ, nhưng hai tâm hồn không quyện hòa được với nhau, thì vô cùng tổn thương. Và chị còn một nhiệm vụ lớn lao trong cuộc đời này nữa, đấy là chữa lành cho con của mình. Bạn ấy thông minh như vậy cơ mà, bạn ấy tuyệt vời như vậy cơ mà. Bất cứ một sinh linh bé nhỏ nào đều rất tuyệt vời. Chỉ là sự tổn thương thôi. Để đến bây giờ con không có mục tiêu sống trong cuộc đời, con ôm điện thoại, con chui vào các nhóm để được vuốt ve cái tế bào của mình, để mà mọi người khỏa lấp cái nỗi đau của con bằng những cái ngôn từ như vậy, bằng những cái đội nhóm như vậy. Không, đừng như thế. 14 tuổi còn làm được chị ạ. 14 tuổi phải nhanh giúp cho con. Chứ để đến 18 tuổi lúc đấy là công lực của chị phải x lần lên, và thời gian thì cũng phải x lên mới giúp được con. 14 tuổi làm nhanh còn kịp. Mình làm trước. Làm trước. Nghe câu chuyện của chị Kim chưa? Bằng tuổi con nhà chị Kim, con đã gây ra quá nhiều vấn đề, và mẹ là người chuyển hóa. Sau 1 năm mẹ học nâng tầm, chuyển hóa, lúc đấy mới đăng ký cho con học. Bởi vì lúc này con đã được chữa lành rồi, bình an rồi. Con bỏ nhà đi cơ mà, con làm đủ cho cơ mà. Thế mà chị làm được rồi đấy. Sau 1 năm, các anh chị ạ. Nên là nhận thức đúng đắn này chị Mẫn này, nhận thức đúng đắn. Đừng quan tâm nhiều đến vấn đề của chồng của con nữa. Bắt thóp mình. Vấn đề duy nhất là mình. Chọn hành trình chữa lành cho mình. Nâng cấp bản thân mình. Thay đổi và chữa lành. Khi chị chọn một cái hành trình chữa lành, ví dụ như chị vào nâng tầm, 2 tháng sau con có kết quả khác. Có thể chị không biết vì sao nó khác, bởi vì chị khác rồi. Chị khác rồi thì đương nhiên con khác. 2 tháng sau chồng chị khác. Tại sao mà ngột ngạt? Tại sao mình phải chịu đựng?
Tại sao cô có cái sợi dây nào đó ngăn hai vợ chồng lại? Nó là mọi người đã nhấn những cái nút tổn thương của nhau quá nhiều. Đấy. Đơn giản, học đi để thay đổi mình. Cứu lấy gia đình, cứu lấy con của mình chị ạ.